Bạn sẽ chỉ cho bạn một trò cột đá cảm xúc. Rồi, cột đá cảm xúc này thì nó có ba mặt biểu cảm. Mặt biểu cảm thứ nhất là mặt cười, mặt biểu cảm thứ hai là mặt khóc lóc, mặt biểu cảm thứ ba là mặt giận. Đó. Rồi có ba mặt. Bạn biết không, khi mà một ở một gia, khi bạn thích mặt nào, ví dụ bạn bỏ mặt này xuống vô ở dưới đúng không? Ví dụ bạn thích mặt giận, như thế này. Khi mà bỏ vô xuống dưới thì bạn đắp lại thì ảo thuật gia sẽ biết rằng bạn sẽ bỏ mặt gì. Bạn hiểu chưa? Rồi, bạn hiểu rồi đúng không? Rồi thì công việc của bạn bây giờ khi mình quay lưng lại và tự do mình thấy bạn bỏ mình mặt nào bạn thích nhất, phù hợp với bạn nhất, đúng tâm trạng của bạn nhất ha. Sau đó bạn cho camera coi gần như này ha, bất kỳ mặt nào bạn bỏ vô thì bạn nắm ra lại giùm mình để kiểm tra thật kỹ ha. Rồi ok. Cho camera coi luôn nha bạn nha. Rồi xong chưa bạn? Rồi bạn để tay đây. Đó, rồi bạn nhìn vô mắt mình. Rồi bạn bỏ mặt cười. Đúng không? Rồi xem thử coi. Đó.